class là add to cart và tôi copy cho bằng đấy cái class bằng đấy cái button của tôi. Add to cart này. Ở dưới đây button cũng là add to cart này. Hết rồi đúng không? Rồi xong rồi. Ba cái button nha. Ba cái button của chúng ta đều có add to cart. Đây các bạn xem button này thêm của thằng này chưa có. Thằng này có chưa? Thằng này có rồi, còn thằng đầu tiên là chưa có rồi. Sorry các bạn. Thằng đầu tiên này là chưa có này. Add to cart luôn. Được chưa? Xong rồi giờ sao? Xong rồi giờ chúng ta ở trong cái phần code JavaScript. JavaScript tôi đã dính cái jQuery ở đây chưa? Chưa có đúng không? Chúng ta phải nhét jQuery ở đây. Script có src bằng public sược js sược jQuery min đúng không? Js sược jQuery.min.js xong. Tiếp theo script ở dưới đoạn này chúng ta sẽ có là đô la document.ready function. Rồi. Ready function. Được chưa? Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện là mỗi khi cái button có class là add to cart được click thì chúng ta phải lấy được cái product ID. Được chưa? Chúng ta xử lý như sau. Đô la cái button có cái class, class là dấu gì? Dấu gì? Dấu chấm add to cart này. Chấm on click thì sẽ xử lý trong cái function này. Xử lý trong cái function này. Chúng ta sẽ có cái biến là var ID, product ID, pro ID đi. Nó sẽ bằng $this. Chính là cái button đúng không? Mà ở trong mỗi cái button các bạn ngó xem nó có cái gì đặc biệt. Trong mỗi cái button nó sẽ có một cái thuộc tính là product ID bằng bao nhiêu đấy đúng không? Đúng chưa? Đấy chứ nhỉ? Thì chúng ta sẽ có là this.attr của thuộc tính là product ID. Rồi chúng ta tiến hành console log tiếp. Console.log ra cái pro ID để xem nó có lấy được không. Làm là phải test từng phần một. Được chưa? Có cần tôi đẩy code lên lấy về cho nó nhanh không? Cũng được. Chúng ta cứ hiểu trước đã nhá. Rồi. Khi mỗi khi bấm vào cái nút là add to cart thì chúng ta sẽ có cái sự kiện là lấy ra cái ID của cái button đấy. Đây nó là một thuộc tính nhá các bạn nhá. Nó là một thuộc tính của sản phẩm này. Được chưa? Thuộc tính của cái button chúng ta ngó cái coi. Tôi kéo lùi cái này xuống. Console này. Add to cart thằng này 1. Thằng này ID là 4. Thằng này ID là 3, thằng này ID là 2 đúng không? Được chưa? Lấy cái thuộc tính product ID của cái button đấy mang đi. Được chưa nhỉ? Xong. Thế là chúng ta lấy được cái ID này rồi nhá. Được chưa? Tiếp theo này. Chúng ta có sản phẩm ID 1 là cái Coca-Cola này đúng không? Xem cấu trúc HTML của nó. Ở đây cái thẻ div bao ngoài toàn bộ ấy nó có cái ID mấy? Pro 1 đúng không? Vậy chắc chắn thằng này là pro mấy? Phải là pro 2. Được chưa? Xong nhá. Pro 2 này. Bây giờ tôi muốn lấy cái Coca-Cola này để lấy ra làm thành tên sản phẩm đấy. Thì sao? Lấy được không? Lấy được không? Đây. Pro 2 rồi đây. Lấy ra cái Pepsi Gray này có lấy được không? Chả lấy được thì sao? Quá dễ luôn. Thử nhá. Chúng ta sẽ có như sau. Và object này obj bằng thứ nhất ID bằng giá trị là pro ID
ProID này. Đây là cái object tôi tạo ra trống tôi để đấy thôi. ProID này. Tiếp theo tôi lấy ra product name thì chúng ta sẽ có var product name. Nó sẽ bằng với cái gì? Đô la cái thẻ deep có cái ID là pro trừ cộng với cái pro ID. Đây là trừ, nãy tôi bấm vào cái button số bao nhiêu thì pro, tìm cái thẻ có ID là pro trừ số bằng đấy. Được chưa? Tìm đến thì chúng ta có chấm find tìm ở nằm ở trong ấy, hoặc là chấm try cũng được. Try children này, try nhỉ. Tôi chấm try đi. Try tìm thằng try nào có cái gì? Có cái ID là product name đúng không? Rồi coi nhá. Try có cái ID bằng product name chấm take. Chúng ta tiến hành console chấm log ra cái product name. Test nhá. Xem có ra product name không nhá. Tôi cũng chả biết có đúng không. Lâu không code gì query không nhớ. Để coi nào. Pro ID. À đây. Pro ID này. Xin lỗi các bạn. Dòng bao nhiêu? ID sai ở trên. Try children như nào ấy. Coi xem nào. Children. Đây. Thấy không? Ra chưa? Đây. Đây. Và đây. Thấy chưa? Tìm được cái thằng gì? Tên sản phẩm. Thì bây giờ sau khi tìm ra tên rồi ấy, thì tôi move thằng này xuống dưới thay cho vật này. Tiếp theo là product name nó sẽ bằng với pro name đi. Đây là p name nhá, tôi để là p name cho nó đỡ bị nhẫn lẫn. P name bằng product name bằng p name. Bằng với p name thì chúng ta thay bằng hai chấm p name. Bởi vì đây là cái gì nhỉ? Di săn mà. Di săn này chúng ta sẽ là nằm ở trong cặp dấu ngoặc nhọn và các thuộc tính key value. Đúng không? Nó sẽ key sẽ cách với value bằng dấu hai chấm. Được chưa nhỉ? Xong cái name này. Tiếp theo đến cần cái gì? Ảnh đúng không? Ảnh đúng không? Tìm ảnh đi, coi xem cái ảnh này là nó có cái thuộc tính có cái gì đặc biệt không. Đây là tìm đến cái IMG đúng không? Được chưa? Coi xem nó có cái gì. Rồi bây giờ tìm đến cái va img url này đúng không? Tìm cái ảnh, tìm cái đường dẫn đến ảnh chứ không ai tìm cái ảnh ra làm gì cả đúng không? Chúng ta thử cách trên xem có được không nhá. Đầu tiên là phải tìm đến children là một cái thẻ là dạng có thuộc tính là img mà tôi đai ở vadam ở đây, ở debugger ở đây. Xem nó ra gì nhá. ProID.img này. Test cái. Rồi debug img. Không có gì luôn. Thế mà. Để coi xem nó có cái gì không. $ProID. Xong này. Tìm đến clear đi. Chấm file img ra xem có được không. Đây có một img. Thấy không? Chúng ta try thì không được nhưng mà file thì được. File là tìm ở phía trong. Children thì không ra. Tôi viết nhầm, viết sai chính tả. Children thì không ra. Nhưng mà file thì ra. Yeah. Hàm file là hàm tìm trong tất cả các phần ở trong của nó. Còn try là tìm con trực tiếp thôi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là thay cái children này bằng cái hàm file
Đây là dạy cho chúng ta tìm các cái element đấy nhá. Sau này nếu mà làm front end sẽ làm động với những cái thằng này rất là nhiều, được chưa? Nãy giờ chúng ta có thêm hai hàm mới, một hàm là children, một hàm là file. Hai hàm đấy nãy giờ là các cái tác dụng của nó khác nhau nhá, được chưa? Rồi chúng ta lấy ra cái attr chấm chấm attr của cái thuộc tính là src. Rồi chúng ta đặt debug xem là img url ra chưa nhá. Là HTTP gì đấy đúng không? Đây đường dẫn đến cái ảnh, thậm chí các bạn thích thì các bạn copy cái này đi. Copy cái này ra xem nó có ra cái ảnh không. Ra ảnh chưa? Được chưa? Nó chắc chắn nó sẽ ra cái ảnh ra luôn. Bây giờ sau khi tìm được ảnh rồi thì lại tiếp tục. Tiếp tục luôn. Phải này, image URL bằng cái img URL. Còn thiếu gì nữa? Còn thiếu gì? Hả? Số lượng thì chắc chắn là một rồi, không phải tìm. Được chưa? Tiếp theo có gì nữa? Có gì? Giá đúng không? Giờ chỉ còn mỗi cái giá chứ còn có cái gì đâu. Đúng chưa? Lấy cái giá để xem cái thằng giá này có gì đặc biệt không? ID là price đúng không? Đúng không? Dễ thôi mà. Đây là price pro id file. Cái nào có id bằng price thì lấy ra. Lấy ra cái tag của nó là xong. Test cái nữa. 22. Thằng img đây, thằng này pname đây. Xong chưa? Lấy được sản phẩm rồi nhá. Xong chưa? Xong sản phẩm này. Tiếp tục. Đây lấy ra toàn bộ sản phẩm này, tôi có thêm cái price vào đây nữa. Price bằng cái hàm price này. Bằng cái biến price này. Xong bây giờ đã có sản phẩm này. Tìm được sản phẩm rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là add nó vào trong cái giỏ hàng. Chúng ta sinh ra cái giỏ hàng đoạn sau. Được chưa? Chúng ta có như sau này. Sẽ có một cái biến va là card. Đây là giỏ hàng bằng một array rỗng. Giỏ hàng bao giờ cũng sẽ là mảng. Chúng ta yên tâm đi, giỏ hàng bao giờ cũng là mảng, mảng chứa các cái đối tượng là sản phẩm. Được chưa? Và các cái sản phẩm đấy nó là sẽ bao gồm tất cả các thuộc tính là ID này, tên này, ảnh này, giá này. Nó còn thêm một cái nữa, đó là cái quantity. Là số lượng. Đúng không? Rồi, bây giờ chơi kiểu gì? Bây giờ phải check xem, chúng ta phải check tiếp xem là cái giỏ hàng này của chúng ta nó đã có tồn tại cái, nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là cái giỏ hàng của chúng ta không có cái sản phẩm nào với cái ID vừa tìm được. Đúng không? Nếu mà không có thì tự động cái sản phẩm này sẽ được add vào trong giỏ hàng với cái số lượng là 1. Được chưa? Trường hợp thứ hai là cái sản phẩm của chúng ta đã có trong giỏ hàng rồi. Thì sao? Tìm ra cái sản phẩm đó và add thêm số lượng cộng thêm 1. Đúng không? Được chưa? Rồi, bây giờ chơi kiểu gì? Đây, chúng ta làm như sau. Đây là, tôi sẽ comment vào đây là check sản phẩm có trong giỏ hàng hay chưa. Check sản phẩm có trong giỏ hàng hay chưa này. Những cái thuật toán này nó rất khá là lằng nhằng thì chúng ta phải cố gắng nhá. Check bằng cách nào? Chạy vòng for thì còn gì nữa? Đúng không? If à đâu, tiến hành for và y nhỏ hơn card chấm len đúng không? Chúng ta tiến hành tiếp if. Chúng ta sẽ có như sau này. Có va flat bằng false và tiến hành là if cái card ở vị trí thứ y chấm thuộc tính id bằng với cái obj chấm id thì cái flag bằng false à, bằng true và tiến hành break luôn phải vòng lặp. Cái thuật toán này cái thuật toán cực kỳ hay gặp, đó là giúp chúng ta kiểm tra xem một cái thuộc tính à, một cái đối tượng có trong giỏ hàng hay không.
hay là một cái đối tượng có trong cái list của chúng ta, trong cái mảng của chúng ta hay không. Bởi vì nếu mà lúc đầu chúng ta cứ mặc định là nó không có trong giỏ hàng nhá, đến một cái số y nào đấy, đến một cái số y nào đấy nó mà có trong giỏ hàng thì chúng ta đổi cái flag này lại thành true và dừng ngay lập tức cái vòng lặp lại, đúng không? Dừng ngay lập tức cái vòng lặp lại thì chúng ta sẽ biết được cái vị trí của nó là bao nhiêu dựa vào cái số y này, và biết được luôn cái sản phẩm này có trong giỏ hàng hay không bằng cái biến flag này. Đây gọi là cái biến cờ, giúp chúng ta kiểm tra một cái phần tử nào đấy trong mảng. Được chưa nhỉ? Chúng ta ở dưới check xem if tiếp. Trong trường hợp này là trường hợp là sản phẩm chưa có trong giỏ hàng. Sản phẩm mà chưa có trong giỏ hàng thì chúng ta sẽ là if flag bằng phone thì chúng ta có thể là bằng cái này, hoặc nếu để chắc ăn các bạn có thể là bằng tuyệt đối là false. Yeah. Nếu sản phẩm chưa có trong giỏ hàng thì chúng ta phải nhét cái giỏ hàng của chúng ta cạt chấm push, chết nhầm, biến object obj chấm quantity bằng 1, nhét nó vào bằng giá trị là 1 mà. Tiếp theo push cái obj này vào. Bây giờ chúng ta test nhé. Debugger. Test này. Bấm vào đây. Giỏ hàng có array có phần tử thứ 0 này. Index bằng 0 này. ID bằng 2, image, price, product name, quantity bằng 1. Bây giờ trường hợp này là trường hợp giỏ hàng chưa có gì thì tôi add thêm vào. Được chưa? Đi vẫn tiếp này. Xong nhá, bây giờ giỏ hàng sẽ có giá trị rồi đấy. Cạt này. À không có, nó phải đi bất cơ. Rồi, tiếp theo add thằng này vào nhá. Add thằng số 1 này. Bây giờ cạt của chúng ta bằng hai phần tử. ID bằng 1 này, quantity bằng 1 này. Thằng trên là ID bằng mấy? 2 này. Được chưa? Xong cây thứ nhất là sản phẩm chưa có trong giỏ hàng. Tôi đích biết là cái giỏ hàng của tôi nó có phần tử nào hay không. Tôi chỉ biết là cái sản phẩm đấy nó không có trong giỏ hàng thì tôi add nó vào 1 thôi. Được chưa? Xong, tiếp tục. Thế trong trường hợp mà nó đã có trong giỏ hàng rồi sao? Cộng quantity lên 1 đúng không? Chúng ta có else. Thì chúng ta sẽ có cái cạt ở vị trí thứ y. Cạt ở vị trí thứ y thuộc tính là quantity. Nó sẽ được cộng bằng 1 lên. Và tôi đặt debugger ở dưới. Được chưa? Test cái này. Rồi một cái, bây giờ giỏ hàng của chúng ta có một phần tử. Sản phẩm là số lượng là 1, được chưa? Tiếp theo tôi add thêm cái nữa. Add debug này, add thêm cái nữa. Kiểm tra cái giỏ hàng. Oh shit, cái gì đây? Từ từ chờ đi. Đâu chỗ nào? Chỗ nào bằng chu? Đây á. À đúng rồi. Xin lỗi, tôi viết sai. Cảm ơn bạn. Một này, cạt của chúng ta bằng một sản phẩm này. Kích cái nữa này. Cạt bây giờ vẫn còn một sản phẩm này. Nhưng lúc này tăng lên 2 đúng không? Nên chúng ta vẫn còn một nhưng mà quantity bằng 2 này. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Xong. Thế là chúng ta đã có cái giỏ hàng. Tất nhiên mỗi lần chúng ta reload lại thì là giỏ hàng bay. Nhá. Mỗi lần chúng ta reload giỏ hàng bay, chúng ta chưa làm được cái việc đấy. Thì tạm thời chúng ta cứ trên một cái màn hình một lần load ra là được đã. Được chưa nhỉ? Xong. Thế chúng ta có giỏ hàng nhá. Được chưa? Giỏ hàng đặt phải đặt ở phía ngoài. Xong chưa? Bây giờ chúng ta đã xử lý xong cái trường hợp giỏ hàng. Tiếp theo chúng ta phải vẽ cái giỏ hàng ra. Vẽ giỏ hàng bằng cái này này. Vẽ giỏ hàng là cái này, vẽ ra ngoài. Thấy không? Đúng không? Thì vẽ ra thì tôi đã, cái này nó giống cái bài toán gì hôm trước chúng ta làm. Giống với cái bàn cờ. Đúng không? Giống hệt như cái bàn cờ, ở đây chúng ta cũng dùng thẻ T3D này. Đúng không? Thì trước hết là để trước khi vẽ mới ra thì tôi tiến hành là xóa bay hết tất cả những cái phần tử nằm trong. Sau đó tôi sinh ra code HTML mới và tôi append vào trong, tôi ném vào trong cái nội dung của thẻ T3D này. Được chưa?
để tôi comment thêm đấy nhá. Ở đây sản phẩm chưa có trong giỏ hàng, đây trong trường hợp là sản phẩm đã có trong giỏ hàng. Được chưa? Xong. Tiếp tục này. Bây giờ tôi sẽ có thêm một cái hàm. Có thêm một cái hàm là hàm draw function. Draw checkout. Draw checkout. Rồi tôi sẽ move cái thằng này ra ngoài nhé. Move cái biến này ra ngoài. Rồi, và cái draw checkout của chúng ta nằm ngoài cái document ready nhá. Các bạn lưu ý nó nằm ngoài cái document ready. Bây giờ chúng ta viết như nào? Trong này chỉ có mỗi việc thôi. Việc thứ nhất là xác định cái thằng thẻ t3d.empty để làm chống nó. Cái thứ hai là vẽ nội dung trong cái t3d đấy. Thì nó chính là các cái thẻ TR và TD, thì nó không có gì nhiều đúng không? Chúng ta có như sau. For cạt.len.cạt.i đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có là một cái và CK unit, nó sẽ bằng nội dung trống này, và chúng ta sẽ cộng vào nó trong một cái thẻ TR. Tất nhiên duplicate thằng này lên để kết thúc cái vòng for này, chúng ta phải đóng cái thẻ TR vào chứ không thể để nó lộ thiên như vậy được. Tiếp theo là các cái thẻ TD đúng không? Chúng ta có CK, không thì tôi vẽ như này đi cho nó trông có vẻ khủng. Đây, cái này chúng ta có thể viết được nhiều dòng trong JavaScript mà không lo vấn đề gì cả. Rồi đây, đóng thẻ TR này, đóng vào. Tiếp theo là các thẻ TD đúng không? TD tab này, con span, row span luôn. Được chưa? Xong. Trong TD này chúng ta đi ăn cắp lại cái mớ này. Đi ăn cắp lại cái mớ này luôn, đỡ phải làm nhiều. Được chưa? Ăn cắp lại cái mớ này. Nhưng bây giờ chúng ta thay đổi cái giá trị số 2 này bằng cái là bằng cái đô la đóng mở ngoặc như này của cái card ở vị trí thứ y chấm id. Tiếp theo cái này chúng ta thay bằng card ở vị trí thứ y chấm name hay product name nhỉ? Đây, product name. Tiếp theo ảnh đúng không? Ảnh ở đây thì chúng ta xóa cái này đi bằng cách là vẫn code như nãy. Thay thế bằng card ID ở vị trí thứ y.image.url đúng không? Xong. Tiếp theo thằng nữa là thằng giá. Price là giá đúng không? Chúng ta có value. Thay bằng cái này. Nhưng mà thay bằng cái này chưa đủ nha, price chưa đủ nha. Nó sẽ bằng price nhân với gì? Quantity. Chính xác. Còn mấy cái button kia chúng ta tính sau. Sao lỗi gì này chẳng hạn? Hả? Ở đây, đây dư cái này. Đây dư cái này. Nhân với quantity này. Còn button này chúng ta cứ vứt đấy đã, tí tí. Nhân đấy, phép nhân đấy. Thu nhỏ một tí nhá, chúng ta nhìn thấy nó là phép nhân. Hay là nhân và phải bắt buộc như này. Thế làm sao? Ý kiến đi cò gì? Được chưa? Xong cái TR này. Tí còn thằng TR ở dưới chúng ta kệ nó tí tính sau. Được chưa? Kết thúc vòng for này. Hết vòng for nhá. Ở đâu nhỉ? Từ từ chờ tôi chút. CK unit. Chờ một tí, tôi hơi sai một chút rồi. Tôi CK unit bằng string rỗng này. Và trong này CK unit nó sẽ bằng giá trị này luôn. Và kết thúc vòng for, tôi sẽ tiến hành là cái đô la t3d.append cái CK unit
Và ở phía trên thì chúng ta gọi cái hàm raw content, raw checkout. Được chưa? Tách ra. Phần này nó phức tạp, chúng ta tách nó ra. Test nhá. Chẳng biết có chạy được không? Có chạy được không? 25 này. 50. Ô nhầm. Nhầm. Đây là số lượng. Còn đoạn này với là price, không sao. Nó cứ nhân lên là được rồi. 75 này. Thêm thằng nữa nhá. Ôi giời ơi. Hiểu. Đây phải là cộng bằng. Đủ chưa? Chúng ta update. Cái này tôi xin lỗi các bạn, cái này nó phải chỉ bằng quantity thôi. Nó chỉ bằng quantity thôi. Thằng ở bên này mới là cái đây, thằng này nó mới là cái kia. Này nó mới là bằng phép nhân của chúng ta. Nhân với cả quantity ở vị trí y, nhân với quantity. Đây. 25 này. 1 này. 2 3 4 5 6 7 nhân lên đúng không? Cộng với cái này 22. 2 là bằng 44. Đúng nhá. Chú ý, chúng ta chú ý cho tôi cái logic. Chú ý cho tôi cái logic từ nãy đến giờ. Chứ cứ mãi theo tôi là quên đấy nhá. Chú ý cho tôi cái logic nãy giờ. Logic là gì? Khi có sự kiện xảy ra với một cái button là mua thêm vào giỏ hàng thì chúng ta phải detect ngay lập tức được cái ID của sản phẩm. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được chưa? Detect ngay để cho tôi cái ID của sản phẩm này. Thấy không? Và từ cái ID của sản phẩm nó dẫn ra rất nhiều thứ. Lấy ra tên sản phẩm này, giá của sản phẩm này, cái gì nữa nhỉ? Ảnh của sản phẩm này. Đúng không? Lấy được thông tin của sản phẩm rồi, phải đến bước thứ hai, à bước thứ ba. Bước thứ ba là bước là kiểm tra trong giỏ hàng xem đã có cái sản phẩm đấy chưa. Nếu có, cộng giá, cộng cái số lượng lên. Nếu chưa, thì add cái sản phẩm với số lượng 1 vào. Được chưa? Sau đó chỉ việc cực kỳ đơn giản là vẽ lại cái sản phẩm đấy vào trong. Thế là xong. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ đẩy code lên để các bạn ngâm cứu đã. Cái gì đây? Sao đứa nào mà đẩy code vào trong master này? Ngay là cái bọn dở hơi này. À. Quên mất không set này phát là chết ngay. Sợ thật. Sợ thật. À đâu, hình như nãy tôi rồi. Nhớ là nãy có một pull request gì đấy mà. Cái gì mà hello thầy em xong rồi ấy. Rồi, ok. Nắt bố đi, cái này có conflict gì đâu. Rồi lên rồi đấy. Protected brand update fail.
mình có quyền mà. Chờ tôi chút nhé, tôi đẩy cốt lên. Rồi lên rồi nha. Các bạn kéo về đi. Nhớ, tôi chỉ cần các bạn hiểu tôi các cái bước làm thôi. Bởi vì bài toán giỏ hàng này, bài toán các bạn sau này làm rất là nhiều. Nên hiểu tôi các bước làm. Không bao giờ phép mọc nhầm từ từ nhánh của mình vào nhánh master nhá. Ăn đâu đấy. Thank you.
Đọc đi. Trịnh Văn Thi nào nữa đây? Ô, cứ làm đi cho nó quen. Chửi nhau cũng được, nhưng mà phải làm đi. Thì sau này còn có cái mà đi phỏng vấn. Rồi đấy Thi ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nào, tiếp tục này. Tiếp tục. Còn rất là nhiều thứ. Xong chưa? Bây giờ nghĩ làm sao cho tôi show được cho tôi cái dòng cuối cùng. Cái này. Cái này dễ cực kỳ. Dễ cực. Nó lại phải ép vào dưới cùng nữa. Thế nó mới hay. Nghĩ và làm thử để cho các bạn 10 phút. Ai làm được sẽ thu tiền của các bạn không làm được thưởng đó. Nghĩ đi, logic cực kỳ dễ. Dài rồi. Bà đang làm ở đâu đây bà? Vâng ạ. Bà phải sang link của tôi. Bà trên link của xin tôi. Ông vâng khác cái gì của tôi đâu.
nó chỉ bắt những cái thứ làm được kẻ mới hoặc là những cái gì thay đổi, thay đổi thôi. Ra. Ok, tôi không quan tâm đến cái dẹp cái đấy đi, làm đi, quan trọng là cái kiến thức ấy. Biết cái thế là đủ rồi. Làm sao để ép cho tôi cái dòng cuối cùng này vào? Có thế thôi. Đấy, thằng Lê Đình Dũng còn nói pull request cái gì đây này. Được cả ông cái gì Minh Hiền nữa đây này. Xong chưa? Cái này chỉ có 3 dòng là xong. Nhanh cực kỳ.
Cái gì? Không, tôi chỉ hỏi ông làm được chưa thôi. Xong rồi đến lượt tôi chữa. Chữa nhá. 12 rồi. Chữa này. Bây giờ chỉ đơn giản là thêm một cái dòng cuối cùng vào trong cái mớ TD này, TR này đúng không? Cực dễ. Bằng cách thứ nhất chúng ta phải tìm này. Ở đây nó chỉ yêu cầu mỗi cái tổng tiền đúng không? Đúng không? Vậy chúng ta ở trong cái hàm này chúng ta sẽ có một cái biến là va total. Total money. Nó bằng 0 đi. Đúng không? Mỗi vòng for này là một đối tượng, là một cái sản phẩm. Nó có sẵn số lượng và giá tiền rồi. Đúng không? Cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ đơn giản là total money cộng bằng với cái card ở vị trí thứ y chấm gì? Price nhân với card ở vị trí thứ y chấm quantity. Xong, có tổng số tiền. Chạy hết còn một lượt đúng không? Xong chưa? Tiếp này. Bây giờ chúng ta sau cái vòng for này chúng ta sẽ cộng thêm cái một cái dòng TR này nữa ở CK unit này. Rất dễ. Đó là CK unit sẽ cộng bằng bằng với cái gì? Bằng với cái gì nào? Một thẻ TR. Trong thẻ TR này có thẻ. Có thẻ gì? TD. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái row span. À, con span bằng mấy? 1, 2, 3, 4. 4 đúng không? Con span bằng 4. Với cái tổng tiền là bằng bằng gì? Total money. Thích thì nhét thêm cái chữ đô la vào đây. Ở đâu nhỉ? Đây là chữ gì? Chữ total price. Xin lỗi các bạn. Total price. Và cái thẻ TD tiếp theo. TD tiếp theo của chúng ta nó mới bằng là thẻ B này. Thẻ B này. Ở ngoài chúng ta có cái đô la. Đô la nữa. Bằng total money. Như này. Thế rồi. Hết phim. Test thử nhá. Reload này. Ủa sao cái ảnh Coca-Cola này không load được? Hình như có gì đó sai sai. Đây 42 này, 22 cộng 20 42 đúng chưa? 44 64 cộng 20 là 84. Thêm thằng này vào đây là 15 nữa. 99. Đúng chưa? Coca-Cola 124 đồng. Được chưa? Có gì khó không? Này, lấy một cái biến là tổng số tiền. Tổng số tiền này sau mỗi vòng lập for nó sẽ được cộng lên này. Sau đó kết thúc vòng for chúng ta sinh ra một cái thẻ TR để chúng ta add cái phần total money vào trong hiển thị. Thế là xong. Hả? À? Đây này, cái đô la 1 đô la đóng ở ngoặc này. Được chưa? Cái này nó là cái backslash. Được chưa? Nó là cái phím ở dưới chữ ESC ấy. Được chưa? Dùng cái đấy chúng ta code được nhiều dòng JavaScript. Và mỗi lần muốn hiển thị cái giá trị nào đấy ở trong cái độ đống này thì cú pháp của chúng ta sẽ là đô la và đóng mở ngoặc nhọn. Viết cái giá trị, viết cái biến ra đây. Được chưa? Thì ở đây tôi cần một cái đô la cho nên tôi viết cái đô la trước. Sau đó để hiển cái đoạn này để hiển thị cái giá cái số của cái total money. Được chưa? Xong chưa? Đẩy lên nhá, xem có gì thắc mắc không? Lên rồi đấy. Còn check out về đi. Xem có vấn đề gì không? Nhánh của mình vẫn cứ code bình thường nhá. Xong chưa?
Đã làm xong chưa? Hết trường hợp chưa? Xong thì quá hay được. Còn chán mới xong. Còn cái gì có biết không? Còn hai cái chỗ này, đầu tiên là xóa này. Tiếp theo là cộng trừ nhân chia cái thằng này này. Đúng không? Cộng trừ cái số này lên. Như thế nhỉ? Bây giờ sao? Làm nút xóa chứ cho dễ nhá. Làm nút xóa này. Chúng ta sẽ có cái hàm xảy ra với cái nút xóa đây, cái button remove đây đúng không? Button này là button remove đây đúng không? Chúng ta sẽ có cái sự kiện là on click cho nó. On click bằng remove unit với cái tham số truyền vào là bằng cái card ở vị trí thứ y. Ở vị trí thứ y chấm ID. Tôi chỉ cần mỗi thế thôi. On click, viết đi các bạn viết đi. On click chạy cái hàm remove unit ở cái card này. Nhét vào và chúng ta tạo ra một cái biến remove ID, remove unit. Xong chưa? Nếu mà xong rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái function là remove unit, nhận tham số là ID trong này. Và chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Đi copy lại cái mớ này, lại vào flag các thứ. Đó. Lại vào flag bằng phone. Nhưng mà bây giờ nếu mà flag bằng true này, chúng ta vẫn break. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái sản phẩm này đã tồn tại trong giỏ hàng rồi. Đúng không? Sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng rồi. Thì chúng ta làm việc gì? Nếu flag bằng true thì thôi. Bằng true thì sẽ xử lý. Nếu flag bằng true thì sẽ xử lý, còn else thì thôi. Tất cả đều sẽ xử là đều sẽ côn lại cái hàm draw checkout. Ở đây. Nhưng mà xử lý ở đây là cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có cái là nếu cái biến đấy nó nếu cái ID đấy nó tồn tại trong giỏ hàng đúng không? Chúng ta sẽ chỉ đơn giản thực hiện cái việc là xóa cái sản phẩm đấy đi khỏi cái đơn hàng đúng không? Xóa ở vị trí thứ I thứ Y. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là nhé. Card chấm supplies. Được chưa? Start là ở vị trí thứ Y. Xóa không xóa một phần tử. Hay xong. Thế rồi. Test nhá. Thêm một sản phẩm, hai sản phẩm. Ủa, lỗi gì rồi? Tôi sai dòng bao nhiêu nhỉ? Ở đây. Viết sai chính tả thôi. Bỏ chữ P này đi. Được chưa? Xóa sản phẩm này. Lỗi rồi. OBJ is not defined. Đây đây, chúng ta chỉ nhận so sánh với compare với cái ID là đủ rồi. Chứ không có OBJ ID nữa. Test lại. Đây là hai sản phẩm này. What? Tại sao không chạy? Button remove unit rồi mà. Nó có chạy đấy. Có chạy đấy, để tôi coi nào. Chờ tôi chút nha. Xem vấn đề là ở đâu. Đặt debug vào đây. Xem vô lỗi là gì. Debug này. Flag đây bằng true này. Với ID bằng mấy? ID bằng 0. Casply. Tôi coi nào.
JavaScript array supplies. Cái hàm supply là để xóa một phần tử đi khỏi mạng đúng không? Để xem lỗi là gì. F10 này. ID truyền vào là mấy? ID truyền vào bằng 3. Card này sao lại vậy nhỉ? Để coi nào. Hai không không truyền vào tham số gì, đúng rồi mà. Để coi nào, chúng ta bỏ cái này đi. Supply draw flag. Đến card bằng len card ID supply ID 1. Sau đó nó sẽ break and check out, draw check out. Sai gì nhỉ? Draw check out. Fruit. Đúng rồi. Theo tôi nhớ là không sai mà. Đặt vào đây. Rồi này, ID bằng 3 này. Ủa sao thằng này ID bằng 3 này. Vòng 1 không được. Vòng 2 vào này. Sau khi supply array bằng 0. Draw. Mất đấy. Đúng rồi này. Nó xóa đi này, xóa nốt thằng này nhá. Bay luôn này. Được chưa? Xong. Đây là code của cái hàm remove đấy. Nếu mà cái ID được bấm á, truyền vào nó giống với cái ID của phần tử nào đấy ở trong giỏ hàng, chúng ta xóa bay cái sản phẩm nó đi khỏi giỏ hàng thế là xong. Được chưa? Thế thôi. Tiếp theo nhá. Đến cái tiếp theo là chúng ta chủ động tự động tăng cái thằng này lên. Chủ động tự động tăng cái này lên thì tiền ở đây và tiền ở đây sẽ phải tăng lên đúng không? Được chưa? Nếu mà ở đây giảm xuống 0 thì 0 1 là không cho giảm. Không cho giảm xuống 0. 2 là sẽ là xóa bay nó đi khỏi cái giỏ hàng. Được chưa? Đấy là mấy trường hợp thì chúng ta có thể làm như sau. Đầu tiên là cái input này đúng không? Chúng ta sẽ có cái sự kiện là on chain cho nó bằng cái là bằng cái hàm là chain number, chain unit number, unit quantity chứ, và truyền vào đây là cái cái this, truyền vào đây là cái this và truyền thêm tham số tiếp theo là tham số về ID của sản phẩm. Truyền hai tham số nha, trong này chúng ta bắt buộc phải truyền hai để cho nó dễ làm. This này, truyền thêm cái ID của sản phẩm này. Và chúng ta vẽ luôn cái hàm là chain quantity unit, quantity. Chúng ta có hàm là function ở dưới này. Chain quantity này, chúng ta sẽ có một cái element để lấy ra cái value của nó ấy. Được chưa? Truyền cái thẻ input đấy vào để lấy được cái value của nó là bao nhiêu. Và cái tham số thứ hai là tham số ID của sản phẩm là cái gì? Được chưa? Chúng ta console log ra cái e.value và cái ID kia làm ra gì nhá. Đây
chúng ta bật console log lên. 22 này đúng không, 23 này, sao lại 32 nhỉ? À đúng rồi, cái đầu tiên là cái value mà đúng không, đây là số 6, lấy ra số 6 này, ID của sản phẩm này, ID số 2 này đúng chưa, thằng này thì sao, 03 này, không xuống được nữa, 13 này, 23 này, 3343 này, được chưa? Đấy là cái những cái thứ chúng ta cần. Bao giờ cũng vậy, khi xử lý một cái gì đấy chúng ta phải có những cái thứ chúng ta cần, được chưa? Sau đấy chúng ta mới làm việc. Thì ở đây chúng ta sẽ có dựa vào cái element để lấy ra được cái value. Chúng ta cứ lấy ra cái biến value bằng IP value đã. Nó sẽ bằng e.value. Đây là của JavaScript thuần đúng không? Tiếp theo, if IP value khác không trước đã. Hoặc là chúng ta có thể check nó là lớn hơn không. Nếu mà nó lớn hơn không thì chúng ta sẽ xử lý một cách khác, mà nếu mà nó bằng không else thì chúng ta sẽ gọi ngay lập tức cái hàm remove unit này đi, truyền cái ID kia vào, truyền cái tham số ID này vào, phát là bay luôn. Được chưa? Chúng ta thử nhá. Này thì Mirinda này, đây cho số 0 này. Bỏ này đi. Sẽ thấy nó bay luôn. Về không phát là bay luôn. Được chưa? Tiếp theo. Tiếp theo. Chúng ta sẽ có tiếp là cái giá trị lớn hơn không đúng không? Giờ sao? Nếu trong trường hợp giá trị thay đổi được lớn hơn không, chúng ta làm gì? Cộng cái đầu không ấy? Cộng cái gì? Cộng. Chúng ta có số lượng, có sản phẩm, có ID sản phẩm, có số lượng mà chúng ta cần cái gì bây giờ? Hả? Lại là giá, những gì mà lại là giá? Giá rổ gì ở đây? Giá gì mà giá? Sao? Bây giờ chúng ta cái cần đấy là dựa vào cái ID tìm xem cái sản phẩm đấy nó là index thứ bao nhiêu ở trong cái mảng, ở trong cái giỏ hàng. Sau đó gán lại cho cái giỏ hàng đấy cái quantity, cái sản phẩm ở trong cái giỏ hàng đấy bằng cái quantity mới, bằng cái quantity mà người ta nhập vào. Được chưa? Sau lại giá cái giỏ ở đây, không liên quan gì giá giỏ cả. Nhưng chúng ta đang hoạt động trên cái giỏ hàng. Giỏ hàng nó là tĩnh. Khổ lắm. Về nghĩ lại nhá. Buổi sau tôi sẽ bắt giải thích cái bài toán này. Bài toán này là bài toán cực kỳ hay và cực kỳ phức tạp, cho nên là chúng ta làm nó chúng ta sẽ có một cái tư duy logic cực kỳ tốt. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem sản phẩm này có trong giỏ hàng không nhá, thì bằng cách này. Đây. For y bằng 0 y cạt len đúng không? Nếu mà cạt ở vị trí ID bằng cái ID thì sao? Thì bây giờ chúng ta không xóa nó nữa mà chúng ta sẽ bằng ở cái cạt ở vị trí thứ y này chấm quantity, nó sẽ bằng với cái IP value đúng không? Và chúng ta break nó ra, break ở vòng lặp. Sau khi break thì lại gọi tiếp cái hàm draw checkout này phát là xong. Hết phim chưa? Thử nhá. Bởi vì sao tôi không làm cái cộng giống như Vượng nói? Thế giờ nhớ bây giờ người ta điền vào đây số 10 thì sao? Nó cũng cộng lên à? Đúng không? Không hợp lý. Cho nên là chúng ta phải là on chain là phải thay luôn cái quantity bằng cái quantity mới mà người ta nhập vào. Được chưa? Đây tôi add vào này. Add nữa này. Bây giờ tăng lên 1 này. 40 chưa? Giá đây chắc chắn sẽ tăng lên là 62. Bây giờ tôi thêm vào đây là 20. Kích ra ngoài thì 400 chưa? Ở đây nó bằng 422 được chưa? Đây tôi giảm thằng này xuống 0 này. Bay luôn. Sao?
JavaScript làm được giỏ hàng nhá. Đừng nghĩ JavaScript không làm được giỏ hàng. Chẳng qua do cách chúng ta xử lý vấn đề nó như thế nào thôi. Được chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì không? Cực kỳ dễ. Nãy giờ chưa có cái gì gọi là cao siêu à? Khó nhất là cái đoạn ở đầu tiên là dựa vào cái ID xác định những cái phần tử, những cái thuộc tính của cái đối tượng sản phẩm mà chúng ta cần phải nhét vào trong cái giỏ hàng ấy. Phần đấy là cái phần khó tưởng tượng nhất. Thì chúng ta phải làm quen và làm được cái phần này thì chúng ta mới đi làm được. Đây là level này, là level đi làm. Được chưa? Rồi, lên code rồi đấy. Chúng ta check đi. Về nhớ làm lại nhá. Đừng lười, về cố gắng làm lại cái bài toán đấy. Làm lại đi. Đấy, hôm nay đã đến buổi thứ 13 rồi đấy. Buổi này buổi thứ 13 đúng không? Vỡ trận rồi đấy. Bình thường là tôi chỉ dạy JavaScript đến buổi thứ 12 là thôi, là chuyển sang PHP đấy. Nay là chúng ta không kịp, không kịp học là Bootstrap gì hết. Các bạn sẽ nhìn thấy là bây giờ cái code JavaScript của chúng ta nó nhiều hơn code HTML. Chắc củ luôn. Đây. Nó nhiều hơn rồi này. Đấy. Check đi, xem có vấn đề gì không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
lấy của tôi thì là chuột phải ở đây. Thì số thì đây. Số là chuột phải. Là chuột A. Làm đi, đọc đi kỹ đi xem có phần nào không. Đừng có ý là có tu. Ý là các bạn tu làm hỏng của anh đấy. Tôi sẽ có một cái bài tập cho các bạn đi sau. Bút đồ nhập. Làm bài tập này nhá. Bắt đầu là product ID, là field nào cơ nhỉ?
view này rồi cứ điền là product ID đi. Được chưa? Tiếp theo là các bạn sắp xếp cái form này như nào tùy các bạn nhá. Tôi chỉ yêu cầu những cái view chúng ta cần phải nhập vào thôi. Đây là product name. Price. IMG. IMG này là cái đường dẫn các bạn copy một cái link ảnh nào đấy về Payplay được chưa? Copy link ảnh Payplay. Tiếp theo là có một cái button là save. Được chưa? Không chưa? Bây giờ các bạn cần phải làm việc này cho tôi này. Đây là bài về nhà. Ở dưới chúng ta có cái table. Ở đây cột này là cột ID này. Cột này cột product name này. Cột này cột image này. Cột này cột price này. Và các bạn thêm một cột nữa ở phía ngoài này để chống cho tôi. Để chống cho tôi chẳng làm gì đâu. Được chưa? Vừa nốt rồi nhá. Và về app lên group lớp cho em ạ. Lớp trưởng chỉ biết trên đầu đấy, chuyển lớp rồi sao. Bây giờ tôi phải túng cổ để đứa nào cũng túng rồi. Nhá. Bây giờ mỗi một lần các bạn điền cái gì mới vào đây. Điền cái gì mới vào đây này. Tất cả chúng ta đều dùng HTML, CSS và JavaScript, chưa có tí nào là code server nhá. Điền bất kỳ cái thông tin mới nào, ví dụ điền đủ nhá. Chỉ xử lý khi điền đủ. Thứ nhất là cái product ID nó là số này. Và số này nó chưa tồn tại trong này. Được chưa? Cái số product ID chưa tồn tại trong mới này. Và số điền cho bao nhiêu thì điền nghệ đó. Số âm được. Không quan tâm. Được chưa? Sau này cái product ID này, điền product name này, cái product name có thể trùng. Nó không quan tâm đến cái này. Chỉ quan tâm đến cái này là không được trùng thôi. Được chưa? Product name, price, image. Xong. Sau đó bấm vào save này thì cái thông tin, tất cả thông tin ở đây nó sẽ đẩy xuống dưới này. Được chưa? Cứ mỗi một lần bấm vào, điền đủ thông tin, bấm vào, nó xuống này. Được chưa? Mỗi một lần điền đủ thông tin ở phía trên, bấm vào save thì tất cả thông tin này xuống cái bảng này. Cách làm không khác thì cái giỏ hàng bây giờ của chúng ta, nó chỉ hơi khác một chút. Được chưa? Không khác mấy. Rồi. Sau đó ở trong này chúng ta có một cái button là update. Update. Được chưa? Khi mà bấm vào update thì thông tin ở trong này, thông tin ở trong này sẽ được đẩy lên trên, được đẩy ngược bên trên. Thông tin ở cái dòng này được đẩy ngược bên trên. Và chúng ta tiếp tục sửa. Sửa thì nó lại lưu ngược cùng cái bản ý này. À lúc nãy tôi nhầm nhá. Lúc nãy nếu mà có cái ID là mới ấy, điền lên một cái ID mới, tức là không bị trùng thế nào dưới này thì chúng ta insert mới cả. Còn nếu chúng ta thêm một cái sản phẩm mà thêm một cái edit của thông tin mà với cái ID của nó ở đây nó có tồn tại ở phía dưới rồi, chúng ta sẽ cập nhật cái bản ghi ở phía dưới. Được chưa? Và chúng ta có một button là delete. Khi mà bấm delete thì cái sản phẩm này bay mất. Vậy rồi hiển thị thêm sửa xóa như bình thường. Đi vào nhá. Đấy, chỉ làm việc một cái form, một cái bảng. Làm nào là bài toán này sau này các bạn sẽ gặp thường xuyên. Bởi vì làm web phải làm lập trình quen đi của bạn chỉ là thêm sửa xóa hiển thị. Rồi bắt đầu làm giao diện lần đi nào vừa. Còn chờ đợi gì nữa? Cái bài này của các bạn còn dễ hơn cái bài vì sau khi cả. Làm giao diện là đi buổi sau cho các cháu.
dưới 4 tiếng là đạt. Sau dưới 4 tiếng là đạt. Tôi làm cái bài này cho con một chút. Dưới 4 tiếng là đạt. Từ 4 tiếng trở lên là có vấn đề. Và phải làm sao đảm bảo cho cái bài toán như thế này chúng ta làm này trong 4 tiếng. Hay có bạn mới vào không? Đây là gì? Theo được không? Ok. Đây có quá. Ở trên nhà thì phải làm người yêu không?